Ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang đồng loạt kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô. Theo đó, vào ban đêm, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra đột xuất các công ty trong các khu công nghiệp. Trong đêm ngày 17 tháng 1, một tổ công tác tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Tomoku Việt Nam, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát. Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công sản xuất và in bao bì giấy. Do nguyên liệu sản xuất đều là những vật liệu dễ cháy nên nguy cơ xảy ra cháy là rất cao. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đều đã đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã hướng dẫn kiểm tra công tác ứng phó, xử lý, phối hợp, tổ chức lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu của các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Theo kế hoạch, từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2, lực lượng công an sẽ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đột xuất ban đêm tại các khu công nghiệp, các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng, tổng kho, kho xăng dầu trên địa bàn do phòng quản lý và các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, được kiểm tra với mục đích tạo sự chủ động trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vào ban đêm. Qua đó đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định, biện pháp, giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, khắc phục các thiếu sót, chủ động đề ra phương án và cách thức để hướng dẫn cơ sở xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, ngăn chặn không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.